Thưa quý vị, vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ về một số vấn đề tiếp thu chỉnh lý dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tại kỳ họp thứ 6, dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã được Quốc hội thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng, đồng thời đã cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất để có thêm thời gian nghiên cứu tiếp thu, làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các luật này sau khi được ban hành. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã nghe các báo cáo về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý các nội dung của dự án luật. Từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay, các nội dung đang được tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm chất lượng khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là Ủy ban Kinh tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát từng điều khoản, từng phương án trên tinh thần bám sát các nguyên tắc, quan điểm sửa đổi luật đã được xác định.